chạy dữ vậy ta? Trời ơi, chạy mạnh ghê không? Ôi, nó chạy trên tuyết mà nó chạy hào luôn kìa. Mình sẽ giữ sử dụng cánh tay robot có móng vuốt này để mình đào nó lên. Đây đây, trời ơi, mấy bạn nhìn thấy mình xuất tiến chưa? Ư, cái đầu con gà hiện lên rồi kìa. Hello, hello em gà trắng. Ok, Sky xuất hiện đây. Ôi, hay quá, nó đẩy Sky bay lên trên cao luôn rồi nè. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel, những chú chó cứu hộ của kênh KM Channel. Xin chào các bạn. Lâu rồi, tụi mình không gặp nhau đúng không? À, hôm nay á, cả đội chó cứu hộ sẽ lên trên núi tuyết. Mấy bạn biết rồi đó, trên núi tuyết á hả, nó cao lắm. Và trên đó lạnh thiệt lạnh luôn, mọi thứ bị đông thành tuyết. Ây, wow, trời ơi, mấy cái cây này cũng bị đóng tuyết rồi. Ừ, anh Raider kìa. Trời lạnh quá nên anh Raider mặc áo ấm, mang bao tay, còn đội cái mũ nữa hả? Ý, còn đây là Tracker, chú chó hướng đạo. À, chào mừng những đội chó cứu hộ và Raider đến với núi của mình nha. Đây là núi của mình và mình đang mở khu du lịch để mọi người lên đây chơi trượt tuyết. Em chào anh Jack, em tên là Everest. Sao sao, ở trên này có gì bất thường không? Có cần đội chó cứu hộ giúp đỡ hay gì không vậy? Ôi, thật sự là rất là cần luôn á. Tự nhiên mấy ông rày á, thấy kinh khí cầu to thiệt là to luôn, có hình con mèo. Nó bay vòng vòng ở trên đây nè, mà cái tiếng của nó lớn quá nên ai cũng giật mình hết. À, thì ra kinh khí cầu con mèo của ông thị trưởng đã bay lên đây rồi hả? Ý, vừa nhắc là ông tới rồi kìa. Hello, hello mọi người, thấy kinh khí cầu con mèo của ta có đẹp hay không? Ta hôm nay đưa mấy con mèo ta đi chơi đây. Đang nghỉ hè rồi, đi chơi, đi chơi. Ồ, biết rồi. Tại sao âm thanh của kinh khí cầu này nó kỳ lạ mà làm ai cũng giật mình hết? Là tại vì cái tiếng của kinh khí cầu vừa to nè, mà cái màn hình của nó bị hư rồi nên nó cứ nó rè rè ồ hoài. Raider, Raider, cứu tôi với, tôi cứu với. Ôi, chuyện gì vậy cô? Ôi trời ơi, ta lại mất cái con gà dễ thương nữa rồi. Ơi, nghĩ là được nghỉ hè, đi lên núi này trượt tuyết, nghỉ ngơi vài bữa. Ai nhà đâu, kinh khí cầu tự nhiên bay ngang qua làm con gà của bà nó bị giật mình. Sao đâu quay qua quay lại, nó mất tiêu luôn rồi. Nó bỏ chạy ở đâu á, không biết nữa. Giúp ta với. Ờ, được rồi, bà đừng có lo. À, con nhớ cái con gà màu trắng đó rồi. Bọn con đã tìm nó 1, 2, 3, 4. Trời ơi, tụi con tìm nó mấy lần rồi. Ở những tập đội chó cứu hộ trước á. Đi tìm suốt gì đâu, Jay. Dạ. Em còn nhớ cái mùi của con gà đó không? Em đi tìm đi. Dạ, để em đánh hơi cho anh Raider. Tìm con gà này là chuyện nhỏ như con thỏ. Dễ hả? Thì dễ như ăn cháo. Ok, rồi mấy em lên đường đi nha. Có gì gọi điện báo cho em biết. Ok, em đi đây. Rồi mấy bạn yên tâm đi, Jay hả, đánh hơi giỏi lắm. Nè, Jay sẽ ngửi. Nếu mà có mùi con gà là Jay sẽ biết liền. Cái mũi của Jay là hứng liền dữ lắm. Jay là cảnh sát mà. Jay là một chú chó cảnh sát nên Jay đánh hơi giỏi cực kỳ luôn. Cái ghế này bị hư rồi. Rubber, ra sửa cái ghế kìa. Ok. Dễ như ăn cháo luôn. Xong rồi, cái ghế xong rồi nè. Ok, giờ để Jay xuất hiện nữa. Để Jay đi tìm nha. Ok. Mấy bạn còn nhớ Rubble không? Rubble hả, trên người có gắn nhiều cái đồ robot lắm. Sửa chữa cũng giỏi nè, mà đẩy hàng cũng giỏi nữa. Thôi, đi thôi. Trời ơi, lần đầu tiên đội chó cứu hộ lên trên núi này đó, nên không có biết đường nào để đi hết trơn á. Lượm được một cái con tem hình ngôi nhà. Ok, đẹp quá. Mấy bạn có biết con tem là cái gì không? Con tem á, nó là một cái tờ giấy được in hình lên trên đó. Và cái tờ giấy này nè, dán lên trên cái bìa thư. Thì khi đi gửi thư á, nó sẽ được người ta cho lên máy bay gửi đi các nước trên toàn thế giới luôn. Cái con tem đó mình phải mua bằng tiền đó. Ý, trời ơi, cái đường này á hả, toàn là tuyết không à, đi trơn quá à. Chắc phải nhờ Everest rồi. Ok, trời ơi, Everest là con chó tuyết mà. Everest thích tuyết lắm. Mấy cái tuyết này hả, Everest chạy giỏi cực kỳ. Nè, cho mấy bạn coi nha. Trượt tuyết thôi.
gì vậy? Nhưng nó bị kẹt rồi, cái tiếng này không được trơn cho lắm rồi. Cái tiếng này không được trơn cho nên thôi. Mình thử lại lần nữa nha. Ây da, ổ nó không có chạy gì hết trơn á. Ôi, lấy xe ra chạy luôn đi cho lẹ. Đây là xe chạy tuyết của Everest đây. Ồ, mấy bạn nhìn phía trên không? Cáp treo đó. Mấy bạn đã từng được đi cáp treo chưa? Ai từng đi cáp treo rồi? Giơ tay cho mình biết với nè. Đi cáp treo đã lắm nha. Mình ở trên cao nè, mình nhìn xuống hả? Ở phía dưới á, nhỏ xíu à. Cái xe ô tô mà còn nhỏ xíu luôn á mấy bạn. Đã lắm, khi nào mấy bạn đi cáp treo thử đi. Ê, ở đây mình nghe có cái mùi. Rồi mình đánh hơi thử coi có phải con gà ở trong này không nha mấy bạn. Đánh hơi, đánh hơi. Trong này không có cái mùi của con gà. Anh Ray ơi, trong này em không ngửi được cái mùi của con gà nào hết. Không sao đâu em, tiếp tục dùng cái mũi đánh hơi tiếp đi. Dạ dạ. Ôi, chỗ này không có, đi tiếp mấy bạn ơi. Ý, trong thùng thư nè, còn có thư gì nha. Ồ, cái năm trước nè, tụi mình đi chơi Noel á, đã chụp hình ở đây nè. Hi, Rocky còn ngồi lên xe của ông già Noel nữa đó. À, đi tiếp tiếp. Ồ, mấy bạn thấy từ xa không? Một cái chiếc xe điều khiển từ xa. Ê, chơi nha. Chạy dữ vậy ta, trời chạy mạnh ghê không? Ôi, nó chạy trên tuyết mà nó chạy hao luôn kìa. Quá hay luôn. Ước gì mình cũng có chiếc xe này ha mấy bạn ha. Ý, ở đây nè, nó có một đống tuyết. Không biết có mùi con gà không nữa. Để mình đánh hơi nha. Thôi anh Rider ơi, em cũng không nghe được cái mùi của con gà nào ở đây hết trơn á. Em ngửi không có ra. Vậy là không có con gà ở đây rồi em ơi. Không sao không sao, mấy em cứ tiếp tục tìm đi. Dạ. Chắc là tiếng lên cái chậu to quá nên con gà nó sợ nó bỏ chạy đi thì trời xa rồi. Dạ 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 em biết rồi. Thôi chạy cũng lấy chiếc xe cảnh sát ra chạy luôn đây. Đi thôi. Ồ, ở đây có một đống tuyết nữa nè. Đây còn có con gà nấp trong này không nha. Đánh hơi. Ôi, mình đã ngửi được cái mùi con gà. Thì ra là nó nấp ở dưới cái đống tuyết này nè. Mấy bạn thấy nguyên núi tuyết không? Anh đây ơi, gặp rồi gặp rồi. Tuyệt vời quá Jay ơi. Em gọi Robo ra, sử dụng cánh tay có móng vuốt để đào cái tuyết này lên đi em. Dạ em biết rồi. Robo, Robo, alo Robo, xuất hiện xuất hiện. Mình đây mình đây. À, đào đống tuyết này đúng không? Hi, mình sẽ sử dụng cánh tay robot có móng vuốt này để mình đào nó lên. Đây đây, trời ơi mấy bạn nhìn thấy mình xuất tuyết chưa? Ướt, cái đầu con gà hiện lên rồi kìa. Hello, hello em gà trắng. Suốt ngày đi lạc à, làm đội cháu cứu hộ đi tìm hoài. Gà lạnh quá, gà lạnh quá, Rupo ơi. Gà giờ gà đi về đi không nổi nữa rồi. Đi có rác ơi, hãy đến giúp đưa gà về đi. Chứ gà đi hết nổi rồi, gà bị lạnh cống chân rồi. Ok anh Raider, em xuất hiện đây. Bạn gà ơi, bạn gà leo lên xe mình đi, mình chở bạn về cho. Mình đưa bạn về gặp bà chủ nha. Ê, lên, đi về thôi. Wow, con gà yêu của mình. Ôi trời ơi, tuyệt vời quá. Everest ơi. Dạ, không phải con giúp đâu, mà là tất cả thành viên trong đội chó cứu hộ đó hả? Cảm ơn con nha. Cảm ơn đội chó cứu hộ. Dạ, không có gì ạ. Ai, hoàn thành xong được một nhiệm vụ, mình thấy vui quá. Giống như khi mình giúp đỡ một người nào đó, mình sẽ thấy mình rất là vui. Ồ, ở đây có nhiều khúc xương quá. Lâu lắm rồi mình mới được chơi tuyết lại. Đã quá đã quá. Mấy bạn có từng được chơi tuyết chưa? Trời ơi, nó lạnh mà mình trượt tuyết xuống cũng vui lắm nha. Tuyết này nó mịn lắm, bởi vì nó là tuyết thiệt. Ôi giúp ông chơi, cho cứu hộ ơi. Con trai của ông á, nó đã giấu ở đây một số vàng. Nhưng mà hả, bây giờ nó không nhớ là nó đã giấu ở chỗ nào nữa. Tại vì đã rất là lâu rồi. Bây giờ ông muốn tìm lại giùm cho con của ông quá. Được rồi ông ơi, ông đừng lo lắng. Con sẽ nhờ Everest đi đánh hơi để tìm. Everest, thực hiện nhiệm vụ đi nào. Dạ dạ, con biết rồi, con đi đây ông ơi, ông đừng lo. Ôi, nếu mà đánh hơi thì chắc Jay là giỏi nhất. Jay, đi tìm nha.
Ok, để chuyện đó mình lo cho. Ư, cái bông này nó héo, nó gần chết rồi nè. Mất xô. Tưới giùm cái cây này coi. Trời ơi, mình hả, dập tắt lửa của nguyên một tòa nhà còn được, huống chi là tưới cái cây. Ôi, mình tưới cây xong rồi đó. Cảm ơn Mơ Sồ nha. Thôi, bây giờ mình sẽ dùng xe cứu hỏa để mình đi tìm kho báu đây. Ui, có cái đống tiếp đằng kia kìa, nghi ngờ quá. Ý, khoan, ở đây có thư, mình coi thư trước nha. Wow, Everest trượt tuyết đẹp quá. Trời, ước gì mình được đi tới chỗ nào có tuyết để mình trượt tuyết đi. Trời ơi, bạn tới tuyết rồi nè. Làm xong nhiệm vụ anh Raider cho bạn đi trượt tuyết liền chứ gì. Ok. Ê, đâu để mình đánh hơi coi. Mình đánh hơi không có giỏi bằng chay. Thôi mình sẽ đào nó. Mình sẽ đào nó đây. Khi đào ra mình mới biết bên trong có gì. Ui, cái gì vậy? Anh Raider ơi, em đã tìm thấy những đồng tiền vàng. Không biết có phải số vàng này cần tìm không nữa. Ôi, đúng rồi. Còn của ông á, nó giấu đến 3 chỗ lận. Ôi, vậy là đúng rồi đó, anh Everest. Em hãy lượm nó lên đi, rồi đi tìm nữa. Dạ. À, như ông nói là giấu tới 3 chỗ lận. Mình tìm mới được chỗ à. Để mình tìm thêm nha. Trời ơi, ở đây sao nhiều khúc xương quá vậy. Wow, cái nón của chú Hề nè. Cái mũ này mình đội lên lắc qua lắc lại vui lắm đây. Ý, chỗ này gió dữ quá à. Mình không dám bước qua. Ý, cái này mình gọi Sky đi. Sky là chuyên bay bầu trời mà. Ok, Sky xuất hiện đây. Ôi, hay quá. Nó đẩy Sky bay lên trên cao luôn rồi nè. Ây, qua đây thử coi. Ý, ở đây có một đống tuyết nè. Nó sẽ đẩy mình lên đó. Sky bay lên trên cao nữa đây. Hay quá. Bay lên trên cao và bay xuống dưới thấp. Tại chỉ có Sky là giỏi nhất. Tại vì Sky có đôi cánh của máy bay mà. Trên người Sky á, có một cái đôi cánh đó nha. Cần là nhấn nút một cái, nó sẽ hiện ra đôi cánh để cho mình bay lên bầu trời luôn. Ý, có thêm một cái đống tiếng nữa nè. Everest ơi, ra đào đi. Ôi, đợi mình. Mình sẽ đào nó ra thử coi. Hy vọng sẽ có đồng tiền vàng trong này. Có không? Mình không biết nữa, mình thấy cái gì vàng vàng nè. Wow, hay quá. Có rồi. Anh Raider ơi, em đã tìm thêm một phần kho báu nữa rồi. Ok, còn một cái cuối cùng nữa. Em cố gắng đi tìm đi nha. Dạ, em sẽ đi đánh hơi tiếp đây. Ý, có thùng thư nữa nè, để mình coi cái gì vậy. Một bức hình. Trời ơi là trời. Mấy bạn có biết ai không? Zoomer đó. Zoomer vừa mới lặn nước lên là chụp luôn tấm hình này nè. Rồi. Thôi bây giờ mình lo mình đào đấy nha. Chắc ông đang rất là mong chờ đây. Tìm được kho báu, chắc ông sẽ rất là vui. Mình làm việc tốt, giúp đỡ những người khác, quan tâm người khác là ai cũng sẽ thương mình hết. Ý, đúng rồi. Anh Raider ơi, đã tìm thêm một phần kho báu nữa rồi nè. Tuyệt vời, giỏi lắm. Vậy là em đã tìm đủ tất cả kho báu. Vậy thì em hãy mang về cho ông đi. Dạ, chắc là ông sẽ vui lắm đây. Ông đang đứng chờ mình nè, nên mình phải nhanh chóng quay về mới được. Ê da, chỗ này có cái hồ à. À, trời ơi, mém nữa lọt hồ rồi. À, ui, đi ngang qua cái hồ luôn hả. Thôi, mình nhảy qua đây đi. Thôi, nhảy qua đây. Ây da. Thôi, ok. Đi về thôi, lên xe đi trên rẽ nè. Bởi vì ông đang rất là mong chờ, cho nên mình sẽ đi nhanh lên để ông khỏi phải chờ. Ông ơi, con đem đủ kho báu về cho con của ông rồi nè. Ôi trời, cảm ơn những chú chó của hộ nha. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của ông và con của ông đó. Nhà ông hết tiền rồi, nên bây giờ tìm được kho báu ông vui lắm. Wow, một thùng kho báu luôn. Cảm ơn rồi chó cứu hộ. Dạ không có gì ạ. Nhiệm vụ hoàn thành. Ta tặng cho con búp bê hình con gà, đeo cái phao nè. Dạ con cảm ơn ông. Thank you.